Xin kính chào quý vị đến với chương trình Người tị nạn. Và hôm nay, chương trình kính gửi đến quý vị một bài viết với nhan đề Một nhân chứng của một dân tộc yêu tự do. Đã hơn 20 năm trôi qua, hình ảnh hải hùng khủng khiếp xảy ra đến với 62 mạng người trên một con thuyền mong manh đang trên đường vượt thoát khỏi quê hương để tìm đến bến bờ tự do vẫn còn ám ảnh tôi hoài và có lẽ chẳng bao giờ phai nhòa được. Cũng như hàng vạn người miền Nam Việt Nam, không ai có thể ngờ rằng đất nước của chúng tôi lại có thể rơi vào tay Cộng sản miền Bắc dễ dàng như thế. Và cũng không thể ai ngờ rằng mình phải bỏ hai lần, bỏ cả mồ mả tổ tiên, bỏ quê cha đất tổ, tránh xa những người cùng dòng giống, cùng chung tổ quốc mẹ Việt Nam, con lạc cháu rồng, ra đi chấp nhận chín chết một sống để tìm hai chữ tự do. Năm 1954, nỗi bất hạnh thứ nhất xảy ra đến cho dân tộc tôi, đất nước bị chia đôi. Phần phía Bắc do chế độ Cộng sản cai trị, phần phía Nam được sống dưới chế độ tự do. Gần 1 triệu người miền Bắc chúng tôi đã liều mạng, tìm đường ra cảng Hải Phòng để được tàu há mồm của quốc tế đưa vào Nam. Một số phải dùng thuyền bè làm phương tiện trốn thoát. Những tưởng lần di cư ấy là lần di cư khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhưng không ngờ đến năm 1975, nỗi bất hạnh thứ hai lại xảy ra. Lần này mới thực sự là một cuộc di cư vĩ đại, vô tiền, khoáng hậu và khủng khiếp gấp ngàn lần cuộc di cư năm 1954. Cuộc di cư vào Nam năm 1954 được quốc tế can thiệp và giúp đỡ. Cuộc hành trình chỉ kéo dài vài ngày trên biển cả, không có cảnh hải hùng của hải tặc tấn công, hãm hiếp, giết người một cách man rợ. Không có cảnh phải lạc lõng bơ vơ, đói khát, hàng tháng trên biển cả mênh mông. Không có cảnh người mẹ phải cắt da thịt cho con mình uống, thay nước. Không có cảnh người sống phải ăn đỡ thịt người chết cho khỏi chết vì đói. Tất cả những cảnh hải hùng trên đều xảy ra trong cuộc di cư lần thứ hai. Sau tháng 4 năm 1975, một điều lạ lùng là ai cũng biết ra đi là chấp nhận chín chết một sống. Nhưng ai cũng chỉ mong thoát khỏi chế độ Cộng sản bằng bất cứ giá nào. Đến nỗi có người đã nói, nếu cây cột đèn biết đi, nó cũng sẽ đi khỏi Việt Nam. Người ta tìm mọi mánh khóe khôn ngoan, đủ mọi phương tiện để ra đi, nhiều nhất là dùng tàu đánh cá làm phương tiện vượt biển. Và một trong những chiếc tàu không may nhất xảy ra cho chúng tôi, mang theo 62 người, lớn nhỏ cùng với con thuyền, lao vào lòng biển cả mênh mông. Hôm đó là một đêm cuối tháng 3 năm 1997. Trên một chiếc tàu đánh cá chỉ dài 16 mét, ngang độ 3 mét, 63 người, vừa đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ và gần 10 trẻ em. Tất cả đều là bà con, họ hàng từ một làng quê ngoài Bắc di cư vào Nam năm 1954 và định cư tại kênh 7, kênh 2, kênh 4, kênh Thầy Ký, Cái Sắn và Rạch Giá. Để bảo toàn cho chuyến vượt biên bí mật, các người lớn đã bàn nhau kỹ, không nhận bất cứ người lạ mặt nào đi theo, cũng không hở ra điều gì cho ai biết. Việc phân công người nào làm phần vụ người ấy cứ bí mật mà làm. Nhờ thế, số lượng xăng, dầu cũng như lương thực mang theo tương đối bảo đảm. Hơn 10 giờ đêm, mọi người lên đủ trên tàu. 23 thanh niên dùng xào đẩy chiếc thuyền tách khỏi bến một cách nhẹ nhàng, êm thấm. Con tàu bắt đầu nổ máy khi đã ra khá xa bờ và cứ thế rẽ sóng lướt tới. Mọi người trên tàu vui mừng cảm tạ Thượng Đế đã gìn giữ không để bọn công an Việt Cộng phát giác. Chỉ vì một sơ suất nhỏ, một tính toán sai lầm, toàn bộ những người trên tàu sẽ bị bắt đưa vào trại cải tạo không cần xét xử. Chẳng những thế, nhà cửa, tài sản còn để lại cũng bị trưng dụng. Tàu đi được hơn 2 ngày đàng,
Bốn bề chỉ toàn bể nước mênh mông, bát ngát, không biết đâu là bờ bến. Con tàu vẫn tiếp tục cởi trên các ngọn sóng lướt tới. Nhiều người trên thuyền, nhất là đàn bà và trẻ con bị say sóng. Có người đang ói mửa, có người nằm thiếp đi vì mệt mỏi. Bỗng thấy mấy thanh niên ngồi trên mui reo lên: "Có thêm thuyền của đồng bào vượt biên đi cùng chúng ta rồi." Mọi người vội tỉnh cơn say sóng, ngồi nhõm dậy với nét mặt thật vui mừng, hớn hở vì có thêm bạn đồng hành giữa trời nước bao la. Nhưng niềm vui vừa đến đã vội tắt ngay. Khi chiếc tàu từ xa đang dần dần tiến đến, không phải là tàu vượt biên mà là một chiếc tàu đánh cá Thái Lan. Mọi người nhận ra tàu đánh cá Thái Lan tiến lại gần tàu mình. Trong lòng ai cũng hết sức lo âu và sợ hãi. Mấy ông bà già miệng lẩm bẩm đọc kinh. Các thanh niên thì nhìn nhau bối rối, không biết phải đối phó thế nào nếu bọn trên tàu là hải tặc. Chiếc tàu to gấp rưỡi thuyền chúng tôi, với những chữ ngoằn ngoèo viết bằng sơn đen ngay dưới mũi, cứ nhắm thẳng thuyền chúng tôi đâm vào. Nhưng đến gần, chiếc tàu Thái bẻ lái áp sát mạn tàu, rồi một, hai, ba, bốn tên to con lực lưỡng nhảy bổ sang thuyền chúng tôi. Tay tên nào cũng cầm sẵn một cây mã tấu sáng loáng, không thể diễn tả hết nỗi lo sợ của mọi người vào lúc này. Tiếng khóc, tiếng van lạy, tiếng cầu kinh át hẳn những tiếng sóng đang vỗ vào hai mạn thuyền gỗ xấu số. Một tên hải tặc dùng sợi dây thần to tướng cột chặt hai chiếc tàu lại với nhau. Rồi từ trong tàu của bọn hải tặc thêm hai ba tên nữa, tất cả đều cởi trần, chỉ mặc mỗi tên một chiếc quần đùi, tên nào tên ấy, để hai hàng ri mép trông thật gớm ghiếc, nước da ngăm đen và bóng lưỡng, tưởng như chúng nó thoa trên người một lớp mỡ. Một tên ý chừng là tưởng toán nói một câu gì đó bằng tiếng Thái. Cả bọn túm cổ những người đàn ông, thanh niên và trẻ em dồn hết lên mấy khoang phía mũi thuyền. Còn đám đàn bà con gái, chúng bắt ngồi ở mấy khoang phía sau lái. Một số cầm mã tấu đứng canh, mấy tên khác đi lục loạt từng người. Chúng lấy tất cả những thứ gì mọi người cất giấu. Sau khi đã lục lọi kỹ mọi nơi trên tàu, vẻ mặt đằng đằng sát khí, bọn hải tặc bắt tất cả đàn ông và trẻ con nằm sắp xuống và ra hiệu. Ai ngồi chém ngay. Để mấy tên cầm mã tấu đứng coi chừng, năm tên hải tặc ra hiệu bắt tất cả đàn bà con gái phải cởi hết áo quần ra. Nhiều người xấu hổ không chịu cởi hết. Một tên hải tặc với cái mặt đầy thẹo đưa ngay mũi mã tấu vào lưng quần, sẵn sàng ấn mạnh xuống. Rồi cả năm tên bắt đầu từng người đè ngay xuống khoang thuyền giở trò hãm hiếp. Mặc cho những tiếng van xin, khóc lóc, mặc cho những tiếng chửi rủa, bọn chúng như những con thú đói mồi vồ lấy những thân hình mảnh mai ngấu nghiến. Thực hiện xong trò dã man bỉ ổi, năm tên hải tặc đổ chỗ cho những tên hải giờ đứng gác, tiếp tục hãm hiếp những phụ nữ còn lại, không một ai thoát. Thực không còn ngôn từ nào để diễn tả hết nỗi cay đắng, tức giận của những người đàn bà, con gái vừa bị làm nhục trước mặt chồng, cha, anh em, con cháu mình mà không có phản ứng được gì. Sau khi đã lấy hết được tài sản và thỏa mãn được thú tính, bọn hải tặc cười hả hê và mở dây thần cho hai chiếc tàu tách ra. Chúng nổ máy chạy khuất dạng, rất may bọn này không phá hỏng mấy tàu, cũng không lấy đi số xăng dầu trên thuyền. Nhưng đám đàn bà, con gái, không ai thiết sống nữa, nhiều người đòi nhảy xuống biển tự vẫn. Tuy nhiên, nhờ một số đàn ông lớn tuổi can ngăn, không ai thực hiện được ý định tự vẫn nữa. Nhưng sau lần bị hãm hiếp tán bạo này, các bà, các cô đã nặng lời với đám thanh niên: "Mẹ kiếp, trên thuyền 5-6 thằng thanh niên, đứa nào cũng mang tiếng có đai nọ đai kia, mà khi gặp hải tặc co dúm vào như đĩa phải vôi, để chúng tao bị làm nhục, chết đi cho rồi." Con tàu lại rẽ sóng, tiếp tục đi tìm bến bờ tự do. 3 tiếng đồng hồ sau, từ phía trái, một con tàu lạ đang lao tới. Nỗi kinh hoàng vừa trải qua, giờ đây tiếp tục kéo đến.
Chiếc tàu lạ càng đến gần, mọi người càng nhận ra nó cùng một kiểu với chiếc tàu tấn công mình. Y như lần trước, bọn hải tặc trên tàu cập sát vào thuyền chúng tôi. Một tên nhảy sang. Trước các lời oán trách của các bà, các cô, đám thanh niên bị chạm từ ái và cũng cảm thấy bị lương tâm dày vò vì mang tiếng có võ nghệ mà đành thúc thủ không dám ra tay. Do đó, khi tên hải tặc vừa nhảy qua, đã bị ngay một quả đấm như trời giáng vào mặt. Hắn lảo đảo và rơi tõm xuống biển. Thấy đồng bọn bị tấn công bất ngờ, hai tên cầm mã tấu nhảy qua. Một màn đánh nhau kịch liệt xảy ra ngay trên thuyền chúng tôi. Biết gặp phải những tay không vừa, bọn hải tặc nhảy trở lại tàu của nó và chạy kề sát tàu chúng tôi. Rất may, bọn này không có súng. Nhưng không đầy 30 phút sau, chúng gọi thêm hai chiếc tàu khác, đồng bọn của chúng đến tiếp cứu. Cả ba chiếc tàu hải tặc ép chúng tôi vào giữa. Và hơn 10 tên hải tặc hùng hổ cầm mã tấu nhảy qua. Chúng không cần biết đàn bà, trẻ em, cứ giơ cao mã tấu mà chém. Không còn ai kêu nổi một tiếng. Tôi ngã sấp xuống khoang thuyền. Hai ba người khác bị chém, nằm đè lên. Máu chảy ra lên láng. Tôi nhắm mắt lại và ngất đi vì quá sợ hãi. Không biết là bao lâu sau, khi tôi tỉnh dậy, trên thuyền hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động, trừ tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền phầm phập. Tôi mở mắt ra, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, vô cùng kinh hãi. Mọi người đã bị giết chết hết, không một ai sống sót, ngoại trừ tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới bò khỏi mấy cái thây chết người đè lên. Cả một khoang thuyền ngập tràn máu, toàn thân tôi cũng đầy máu và máu. Tôi cố lấy hết can đảm, nhìn lại từng người thân, đa số đàn ông thanh niên, không thấy xác trên tàu. Chắc chắn họ đã bị bọn hải tặc ném xác xuống biển. Số người còn lại thật ghê rợn, người mất đầu, người bị chém cổ chỉ còn dính bằng một miếng da mỏng. Sợ hãi quá, tôi lại ngất đi lần nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trên một con tàu lạ. Xung quanh toàn là những người mũi cao, mắt xanh, cười nói líu lo. Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ, hay đang ở trong một thế giới nào xa lạ. Rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay lạ truyền vào người tôi, làm tôi tỉnh hẳn lên. Tôi ngồi nhõm dậy, ngơ ngác và sợ hãi. Như hiểu được tâm trạng của tôi, họ chỉ cho tôi lá cờ Mỹ nhỏ xíu, may trên cầu vai của họ. Rồi họ đem đến cho tôi một ly sữa, một ổ bánh mì, bảo tôi ăn. Ngó lại bộ quần áo đang mặc rộng thùng thình, tôi biết mình đã được cứu thoát. Tôi ở trên tàu Mỹ vài ngày, thì tàu cập bến. Họ đưa tôi lên bờ, giao lại cho một số người Mỹ khác. Không quên tặng tôi một số đồ vật, cùng những lời mà tôi nghĩ là những lời chúc mừng tôi gặp may mắn. Tôi ở đảo không bao lâu thì được gọi đi định cư ở Mỹ do một gia đình công giáo thuộc tiểu bang Iowa bảo trợ. Tôi đã sống và coi hai ông bà này như người cha, người mẹ thứ hai của tôi. Từ đó đến nay, không tối nào tôi không cầu nguyện cho những người thân đã mất của tôi. Tôi cảm tạ Thượng Đế đã cho tôi còn sống để làm nhân chứng cho thế hệ mai sau, biết rõ nỗi bất hạnh của dân tộc tôi, nỗi kinh hoàng và sự tủi nhục của thân phận thuyền nhân trên đường trốn chạy khỏi quê hương, chỉ vì mong muốn được sống tự do. Tôi cảm tạ Thượng Đế đã cho tôi còn sống sót để làm nhân chứng cho cả thế giới thấy tấm lòng hào hiệp, bao dung của nước Mỹ, người Mỹ, của những người dân tộc khác trên khắp trái đất đã dang rộng bàn tay đón nhận người Việt Nam đau khổ, chấp nhận mọi nguy nan, khốn khó, chỉ đổi lấy hai chữ tự do. Thanh Phong, 57 tuổi, gia cảnh, có vợ và 8 con, 14 cháu nội và ngoại. Trước năm 1975, sĩ quan cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đến Mỹ vào năm 1994, đã mất 6 người cháu, 14 thân nhân họ hàng và người cùng làng Quan Rực, Ninh Giang trên chuyến tàu vượt biên bị hải tặc tấn công và giết chết hết.
được thuật lại trong chuyện Hành trình Biển Đông, một nhân chứng của một dân tộc yêu chuộng tự do. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Người Tị Nạn. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Xin kính chào.